Em tên là Toàn. Thì đây là cái video giới thiệu về bản thân của em. Chắc có lẽ em là một trong những cái thành viên đưa cái video trẻ lên như thế này. Thì rất mong thầy và mọi người thông cảm. Em xin giới thiệu bản thân của em. Em tên là Toàn, tên đầy đủ là Tống Bảo Toàn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em đó chính là nhân viên kinh doanh của một công ty. Ngoài công việc chính thì em có làm thêm công việc thứ hai, đó là bán hàng online. Thì hiện tại em có bán một số kinh doanh một số mặt hàng trên online, nhưng hiệu quả thì không có như mong muốn của mình. Và công việc thứ ba đó là công việc kiếm tiền trên con đường MMO mà thầy Hiếu đã chia sẻ. Em biết thầy Hiếu thông qua những cái video mà em đã xem cách đây 2 năm rồi. Nhưng mà vào thời điểm này thì em không có thực sự làm. Thì em có xem những cái video chia sẻ về những cái khóa học miễn phí như là khóa học Photoshop, khóa học thiết kế website. Nhờ những cái khóa học này mà em đã biết được cách sử dụng Photoshop, tuy không giỏi nhưng đủ đáp ứng trong nhu cầu trong công việc của em. Em mới bắt đầu tạo kênh và quay video từ cuối tháng 6